Xin chào các bác nhá. Hôm nay mình lại kiểm tra ốc. Ốc không biết là ốc mùa đông của các bác thế nào. Mấy hôm nay rét quá mình cũng rất chi là lo. Nhưng mà nghe chừng con nào ngủ thì ngủ, con nào ăn vẫn cứ ăn các bác nhá. Đây. Vẫn cứ ăn này à. Ngủ thì ngủ mà con nào ăn vẫn cứ ăn nhá. Đây này. Đấy, không biết là ốc của các bác nào, như ốc nhà em thì nó vẫn ngủ nhưng mà phần nào ăn nó vẫn cứ ăn, mà mình cứ con nào ăn mình vẫn phải cho nó ăn để cho nó có sức vượt đông các bác nhá. Hôm nay đi tham quan ao tí, cũng lâu lắm rồi, lâu lắm rồi hôm nay lại mới đi đây này. Mình vẫn cứ cho nó ăn mà nó vẫn ăn sắn nạo nhá, sắn nạo nhá, con nào ăn mình vẫn phải cho nó ăn đấy, ăn thì nó mới có sức nó vượt đông các bác ạ, con nào ngủ cứ kệ nó. Bạn rét là mình cũng rất chi là lo. Xem những cái chỗ này là nhà mình dúi lá sắn đây này, dúi lá sắn này, thử múc cái chỗ này xem phát nhá. Đây các bác ơi, đây đấy nhà bây giờ là mùa này rau cỏ quả nó hiếm rồi, là cho ăn bằng lá sắn với củ sắn thôi đấy, con ốc đấy. Đây sắn nạo nhá, sắn nạo các bác nhá. Đấy. Nó vẫn ăn nhưng nó không ăn nổi nữa. Như mọi khi mà nó ăn chìm. Đây, các bác nha, nhìn này. Đây này, đấy, nhà mình cho ăn bằng lá sắn và củ sắn nhá. Nó vẫn ăn. Lâu lắm rồi, hôm nay mình mới quay làm video để các bạn xem và có gì để rút kinh nghiệm nhá. Đây là mật độ bèo nhà mình thả ra để cho nó ấm nhá. À, nó bấu vẫn bấu ở dưới này. Đấy, bèo mình ao mình ao bờ đất mình thả bèo thế này cho nó kín cho nó ấm nhá. Bây giờ đi lên trên ao trên kia kiểm tra xem như thế nào. Đấy, đây là ao trên của mình giữ đông, mình thả bèo cho nó kín đây này các bác nhá. Mình lên trên này mình kiểm tra xem như thế nào. Đây nha, có vẫn vẫn nên ăn các bác. Đây này. Đấy. Đây nha. Đây mình thử xúc lên cho các bác xem nhá. Đấy, nó vẫn nên ăn bình thường này. Đấy, nó vẫn ăn.
À, vẫn làm các bác đấy, cái hình đúc một phát là nó nổi lên đây này. Thế đấy, gia đình mình giữ ốc qua đông mình phủ vèo kín này, nếu mà rét dưới 10 độ là mình sẽ phải che bằng bạt nhá. Hôm nay mình quay một video để mọi người cùng tham khảo nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.